Vợ đại gia Chu Đăng Khoa tặng nhẫn kim cương cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Phát ngôn mới nhất của vợ đại gia kim cương trên trang cá nhân cũng như món quà khủng mà chị dành tặng cho các cầu thủ U23 Việt Nam khiến dân tình phát sốt. Trên trang cá nhân mới đây của mình, chị Vân Anh bất ngờ đăng tải những hình ảnh thi đấu của tuyển U23 Việt Nam trên sân cỏ. Theo đó, vợ đại gia kim cương đã viết bức tâm thư khá dài nhằm gửi đến các thành viên trong đội với nội dung rằng sẽ tặng những cặp nhẫn cưới kim cương cho các anh hùng và mỗi cặp nhẫn có giá trị lên tới 20 triệu đồng. Theo đó, bà mẹ ba con viết, gửi lời nhắn nhủ tới các em U23, hãy liên hệ với cửa hàng trang sức, chị sẽ tặng các em một cặp nhẫn cưới kim cương trị giá 20 triệu đồng. Khi các em cưới vợ nhé, hãy share thông tin này đến với các em để các em liên hệ với chị xác nhận nhé. Thời hạn liên hệ để xác nhận trong vòng 90 ngày và có giá trị vĩnh viễn, Việt Nam nói là làm. Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn chia sẻ cảm xúc cũng như tình cảm mà chị dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Chị bày tỏ, thành công là của một tập thể, thương các em tuyển thủ U23 quá. Chị thì không cuồng và am hiểu gì về bóng đá đâu, chị chỉ xem ủng hộ cho bóng đá nước nhà thôi. Thời tiết khắc nghiệt như vậy mà các em thật dũng cảm. Chị hiểu nghề bóng đá rất bạc bẽo vì mấy thằng bạn kít của chị ngày xưa cũng là các cầu thủ và tuyển thủ quốc gia, nhưng chị ít khi xem lắm. Nhìn các em, chị đã thấy hình ảnh của các bạn chị năm xưa. Xem các em đá mà tim chị đau nhói khi thấy các em thi đấu ở dưới làn mưa tuyết như vậy với bộ quần áo mỏng manh. Hãy sống mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách cám dỗ trong cuộc sống như các em đã vượt qua chính mình trong làn mưa tuyết vừa qua các em nhé. Ngay lập tức, đoạn trạng thái của vợ đại gia Kim Cương đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng với gần 10.000 lượt yêu thích, hơn 1,5 nghìn lượt chia sẻ và vô số những lời bình luận. Rất nhiều người ngưỡng mộ tình cảm của vợ đại gia Kim Cương dành cho các cầu thủ nói riêng cũng như nền bóng đá nước nhà nói chung. Thậm chí có cư dân mạng còn hài hước cho rằng kiểu này các cầu thủ sẽ lấy vợ hết. Mặc dù không thành công sau trọn vẹn chung kết U23 châu Á vừa qua, nhưng sự nỗ lực, cố gắng và chiến đấu hết mình của các cầu thủ U23 Việt Nam đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Để ăn mừng, đông đảo công chúng đổ xô ra đường hưởng ứng thành quả và dành trọn tình cảm cho các cầu thủ, trong đó có chị Vân Anh. Có thể thấy trong mấy ngày gần đây, trang cá nhân của vợ đại gia cũng sôi sục tinh thần cổ vũ, động viên các cầu thủ U23 chiến đấu hết mình để gặt hái thành quả tốt nhất. Cụ thể, chị từng kêu gọi bạn bè rằng, trưa nay tuyển thủ U23 về Hà Nội lập team đi đón tuyển nào, rồi có đôi lúc chị lại động viên tinh thần và dành lời khen ngợi cho các em rằng những trái tim nóng đỏ trong bão tuyết trên cả tuyệt vời khiến nhiều người xúc động. Trước đó, nhiều công ty công nghệ trong nước và các nhà mạng cũng đã tặng nhiều phần quà khuyến mãi khủng nhằm cổ vũ tinh thần và khích lệ tinh thần cho các cầu thủ nước nhà. Ngô Kiến Huy an ủi Công Phượng, cả thế giới quay lưng lại với cậu, nhưng chắc chắn tôi sẽ không. Dù cậu đứng đó với khuôn mặt buồn rầu, dù là nước mắt cậu rơi vì cô đơn, đừng lo, tôi sẽ đến bên cậu. Tôi sẽ đến và ôm lấy cậu với tư cách là một fan yêu bóng đá thật sự, Ngô Kiến Huy nhắn nhủ. Chiều 28 tháng 1, tuyển U23 Việt Nam trở về nước sau những ngày hết mình trên sân cỏ. Hạ cánh tại sân bay Nội Bài, đa số tuyển thủ đều được chào đón nhiệt tình trong vòng tay của người thân và đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên, giữa phi trường nhộn nhịp, vẫn có những khoảnh khắc tĩnh lặng khiến bao người xót xa. Đặc biệt, ánh mắt buồn bã của Công Phượng từ sân bay Thường Châu cho tới khi hạ cánh tại Nội Bài khiến cho nhiều người phải suy ngẫm. Những khoảnh khắc buồn bã của Công Phượng từ sân bay Thường Châu cho tới khi hạ cánh tại Nội Bài cũng khiến nhiều người suy ngẫm. Ngày trở về, chàng cầu thủ này khá trầm lặng, thậm chí gia đình không ai ra đón, cũng như người hâm mộ không gọi tên hay tặng hoa. Công Phượng từng là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam dưới thời Hữu Thắng, là cầu thủ luôn nhận được sự kỳ vọng của người hâm mộ mỗi khi bước ra sân. Sự kỳ vọng ấy thậm chí còn biến thành những cơn giận dữ, chỉ trích dữ dội khi tiền đạo chơi cực kỳ mờ nhạt ở trận ra mắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy phong độ không còn ở đỉnh cao như vài năm trước, song không thể phủ nhận nỗ lực tuyệt vời của chàng trai xứ Nghệ ở giải đấu năm nay, dù chấn thương chân vẫn chưa bình phục. Tại U23 châu Á, Công Phượng ghi một bàn thắng ở trận tứ kết. Trong trận chung kết, anh có những pha di chuyển bóng và kiến tạo đẹp mắt cho đồng đội ghi bàn. Người hùng thầm lặng, có lẽ là danh xưng này đúng với Công Phượng. Ngay cả ngày trở về, cái tên ấy vẫn thầm lặng. Có lẽ đã bị lãng quên giữa phi trường huyên náo của tất cả mọi người. Cầu thủ mang áo số 10 mang đến những khoảnh khắc ngất ngây cho khán giả. Nhưng với những khán giả mến mộ Công Phượng, họ là những người hiểu rõ nhất ý chí và nỗ lực của chân sút xứ Nghệ tại giải đấu vừa qua.
là một trong những số đó. Mới đây trên Instagram cá nhân, nam ca sĩ Ngô Kiến Huy vừa có nhắn nhủ xúc động gửi tới Công Phượng an ủi và nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người hâm mộ. Dòng chia sẻ chàng bắp gửi đến Công Phượng: "Tôi muốn viết một bài nói riêng cho anh chàng tôi mến mộ đã nhiều năm nay. Anh ấy đã hy sinh quá nhiều rồi, Công Phượng. Dù cả thế giới quay lưng lại với cậu, nhưng chắc chắn tôi sẽ không quay lưng. Tôi vẫn sẽ tiến thẳng nhìn về hướng cậu, dù cậu đứng đó với khuôn mặt buồn rầu, dù là nước mắt cậu rơi vì cô đơn. Đừng lo, tôi sẽ đến bên cậu. Tôi sẽ đến và ôm lấy cậu với tư cách là một fan yêu bóng đá thật sự, yêu sự cố gắng của cậu trong nhiều năm qua. Tôi cũng tin rằng những ai yêu mến và luôn theo dõi từng trận đấu của cậu, thì các bạn ấy sẽ đều luôn nhớ tới cậu như một người hùng tỏa sáng trên sân cỏ, cả ngoài đời thật. Trận đấu vừa qua cậu đã quá tuyệt vời, việc ghi bàn nhiều hay ít không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng hơn là tôi nhìn thấy tinh thần đồng đội ở con người cậu, nhìn thấy mọi cố gắng, nhìn thấy cả những giọt nước mắt ăn mừng chiến thắng của cậu. Đừng lo nhé, những người âm thầm yêu thương cậu, họ đang ở những nơi khác nhau, nhưng trái tim họ vẫn gọi tên cậu, họ cũng muốn được chạy đến hô vang tên cậu và ôm lấy cậu. Nhưng có thể do hoàn cảnh địa lý mà trái tim chúng ta chưa thực sự được hòa nhịp cùng một chỗ, nhưng hãy tin rằng trái tim đó là có thật nhé. Hãy cứ cố gắng cho chính bản thân cậu nhé, cố gắng cho những người thực sự âm thầm đặt niềm tin và yêu vào cậu. Và khi mọi người dần quên cậu thì đừng lo, tôi sẽ chạy thật nhanh đến bên cậu và nói, cậu đã thực sự hoàn hảo rồi, tôi luôn bên cậu nhé." Bức tâm thư mà Ngô Kiến Huy gửi đến Công Phượng: "Dù thế giới có quay lưng với cậu, nhưng tôi thì không," anh chia sẻ. Bức tâm thư của Ngô Kiến Huy an ủi Công Phượng thu hút sự chú ý của mọi người, anh nhận khá nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng. Không chỉ có Công Phượng bị lãng tránh ngày trở về, mà giữa không gian nhộn nhịp ở sân bay, có những khoảnh khắc vô cùng tĩnh lặng, lọt vào ống kính khiến bao người xót xa. Trong đó đặc biệt nhất là hình ảnh cầu thủ Phan Văn Đức lặng lẽ nhận hoa và ôm mẹ, dường như bị tách biệt hoàn toàn khỏi đám đông. Ngô Thanh Vân chuẩn bị sản xuất bộ phim điện ảnh về U23 Việt Nam. Nguyện vọng của Ngô Thanh Vân ngay sau khi được chia sẻ đã nhận được sự đồng tình ủng hộ từ đông đảo khán giả. Những ngày qua, U23 Việt Nam đang là tâm điểm của toàn bộ khán giả lẫn đông đảo nghệ sĩ Việt. Sau khi làm nên lịch sử với huy chương bạc giải U23 châu Á, các chàng trai đội tuyển Việt Nam đã về nước trong sự chào đón của hàng triệu người dân nước nhà. Mặc dù không giành vô địch, nhưng với cổ động viên Việt Nam, các chàng trai U23 đã thực sự chiến thắng trong lòng tất cả mọi người. Nếu như trước trận chung kết diễn ra, các nghệ sĩ đều đưa ra những phần thưởng giá trị cho cầu thủ U23, như thu trang miễn phí toàn bộ phần ăn tại tất cả các chuỗi hàng do cô quản lý, Bình Minh thưởng nóng 1,5 tỷ đồng, thì ngay sau khi trận đấu khép lại, đã nữ Ngô Thanh Vân lại cho biết cô đang rất muốn được sản xuất một bộ phim về U23 Việt Nam. Một tấm poster hoàn hảo và một câu nói hoàn hảo, nhìn là muốn sản xuất ngay phim này rồi, ai có kịch bản gửi đây tôi nhận, Ngô Thanh Vân viết trên trang cá nhân. Ngô Thanh Vân bày tỏ nguyện vọng làm phim về đội tuyển U23 Việt Nam. Nguyện vọng này của đả nữ sau khi được chia sẻ đã lập tức nhận về rất nhiều sự đồng tình hưởng ứng từ đông đảo khán giả. Rất nhiều người cho rằng đó là một ý tưởng hay và Ngô Thanh Vân nên biến câu chuyện nỗ lực thành công của các cầu thủ U23 thành một bộ phim truyền cảm hứng, nhất là khi điện ảnh Việt vẫn chưa có một bộ phim nào về đề tài bóng đá. Rất nhiều khán giả đã đồng tình với ý kiến của Ngô Thanh Vân và mong đả nữ sẽ thực hiện dự án này nhanh chóng. Trước đó, sau trận bán kết, Ngô Thanh Vân bày tỏ ý muốn được mời Bùi Tiến Dũng về đóng phim của cô. Được biết, sau khi xem những hình ảnh trong bộ phim poster The Winner U23 của một bạn trẻ Việt, Ngô Thanh Vân đã có rất nhiều hứng thú và thú thực rằng trận chung kết hôm qua đẹp không khác gì một bộ phim. Một số hình ảnh khác về U23 Việt Nam đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Sau việc nhắc nhở Bùi Tiến Dũng và U23 Việt Nam đừng yêu gái showbiz, đạo diễn Vũ Ngọc Đảng, ca sĩ Phương Thanh, diễn viên Tú Vi cùng nhiều nghệ sĩ đều cho rằng tuyển thủ U23 Việt Nam không nên sớm yêu những cô đào tai tiếng ở showbiz. U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích khi đoạt huy chương bạc cúp vô địch U23 châu Á. Trong thời gian ngắn, các tuyển thủ U23 Việt Nam nhanh chóng trở thành ngôi sao trên mạng xã hội. Họ nhận được sự săn đón và quan tâm từ công chúng. Các tuyển thủ còn khiến nhiều sao nữ cảm kích, cá biệt như Bùi Tiến Dũng, anh được Angela Phương Trinh nhiều lần chia sẻ status tình cảm trên trang cá nhân.
Nữ diễn viên Thanh Bi phim Người Phán Xử cũng gặp rắc rối sau khi chia sẻ đoạn livestream ăn tối cùng đội tuyển. Với mong muốn nền bóng đá trẻ phát triển, nhiều nghệ sĩ đã đưa ra lời khuyên của các tuyển thủ. Đạo diễn Vũ Ngọc Đản nhắn tin riêng Bùi Tiến Dũng: "Bây giờ thành công rồi, em đừng quen gái hư showbiz nhé Dũng, gái ngoan thì được." Theo anh, những cô đào tai tiếng của showbiz chỉ muốn tìm đến tuyển thủ vì danh và lợi. Đạo diễn Vũ Ngọc Đản khuyên các cầu thủ chỉ nên yêu gái ngoan. Quan điểm này nhận được sự đồng tình của nhiều nghệ sĩ. Đạo diễn Vũ Ngọc Đản còn nuôi ý định lên danh sách những cô gái ngoan của showbiz để mong các tuyển thủ có cái nhìn chính xác. Ở phần bình luận, diễn viên Tú Vi, Huỳnh Đông, diễn viên Võ Ngọc Trai đều đồng ý với quan điểm của đạo diễn Vũ Ngọc Đản. Ca sĩ Phương Thanh cũng trăn trở với chuyện cầu thủ và người đẹp. Để chuẩn bị tinh thần cho U23 Việt Nam vào SEA Games và ASEAN sắp tới, Phương Thanh muốn có kế hoạch rõ ràng, không để các tuyển thủ dao động tinh thần trước các nghệ sĩ nữ không yêu bóng đá, nhưng chỉ lo canh me cầu thủ, làm hư cẳng chân cầu thủ. Nữ ca sĩ Phương Thanh mong tuyển thủ U23 vẫn tinh thần, không dao động bởi sự hào nhoáng showbiz. Cô dặn dò, gái ngoan showbiz thì các em quen cũng được, nhưng bền thì chị không dám chắc, gái hư showbiz thì tuyệt đối không được. Họ chỉ mê em để lăng xê cho họ, có lợi cho họ, hãy nhớ lời chị dặn. Tỏ ra ý nhị hơn, siêu mẫu Hà Anh mong các cầu thủ hãy bỏ ngoài tai chuyện showbiz để chuyên tâm vào bóng đá. Siêu mẫu Hà Anh mong đội tuyển U23 Việt Nam hãy bỏ ngoài tai câu chuyện thuộc về showbiz. Nhà báo Hồng Kỳ nhận định, các cầu thủ hãy tránh xa các cô gái xinh đẹp trong showbiz đang mời mọc các em. Những cô người mẫu, hoa hậu, á hậu nào đó không dành cho các em. Họ chỉ là những cám dỗ trong muôn vàn cám dỗ mà các em sắp phải vượt qua khi trở thành người của công chúng.